chính thức cho ra mắt hai mẫu vượt với phiên bản giới hạn Hàng Thần Limited và Kỳ Lân Limited. Chào mừng các bạn đến với một chuyến phiêu lưu cầu lông đầy phấn khích với Kuno Hàng Thần Limited và Kuno Kỳ Lân Limited. Những chiếc vợt không chỉ là công cụ chơi xuất sắc mà còn là những tác phẩm nghệ thuật kiến tạo. Hàng Thần, biểu tượng của may mắn và bền vững trường tồn. Trên Kuno Hàng Thần Limited mang đến năng lượng tích cực để đối mặt với mọi khó khăn. Còn Kỳ Lân trên Kuno Kỳ Lân Limited không chỉ là biểu tượng của may mắn mà còn là tượng đài cho sự thịnh vượng, thành công và sức mạnh không ngừng phát triển. Với chất liệu carbon T700 nhập khẩu và hai carbon cùng quy trình chế tạo thành hình hai lần gia cố, cả hai vợt không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa đẳng cấp và sức mạnh mà còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp trên sân cầu lông. Khám phá sức mạnh tấn công với khung sữa được gia cố hai lần mang đến bạn những cú đánh tấn công mạnh mẽ. Vợt mang nhiều công nghệ chống rung và xoắn. Công nghệ Versailles Technology mang đến cho bạn sự ổn định và chính xác trong từng cú đánh. Điểm độc đáo của hai chiếc vợt này không chỉ là trong công nghệ và thiết kế mà còn ẩn sau dòng chữ Limited, biểu tượng của sự độc đáo và kỷ niệm. Chúng là không gian để lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp cầu lông của bạn và cũng là điểm nhấn tuyệt vời cho không gian trưng bày cá nhân của bạn. Hãy để Kuno Hàng Thần Limited và Kuno Kỳ Lân Limited đem nổi bật sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của bạn và để những tác phẩm nghệ thuật này trở thành những người bạn đồng hành không thể thiếu trên sân cầu lông của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với Kuno Hàng Thần Limited và Kuno Kỳ Lân Limited.